khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam. BAT Việt Nam đồng hành cùng Gaia thực hiện các dự án trồng rừng tại Cà Mau và Đồng Nai trong giai đoạn 2022-2025. Dự kiến bao gồm 4 hectare tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và 120 hectare tại vườn quốc gia mũi Cà Mau. Để chính thức khởi động cho sự hợp tác này, BAT đã lần đầu tiên tổ chức sự kiện ESG Day 2022 tại Đồng Nai trong tháng 7 và Cà Mau trong tháng 8. ESG Day tại Đồng Nai đã nhận được sự tham gia của hơn 50 nhân viên, đóng góp hơn 50 giờ công trồng 1.000 cây trên diện tích 2 hectare cùng sự giúp sức của người dân địa phương. Tiếp đó, trong tháng 8, ESG Day tại Cà Mau đã quy tụ hơn 40 nhân viên di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến cực Nam Tổ quốc. Tại đây, cùng với sự giúp sức của các tình nguyện viên Gaia và Ban Quản lý Vườn Quốc gia mũi Cà Mau, 40 hectare bãi bồi đã được khoanh nuôi. Dự kiến sẽ có khoảng hơn 200.000 cây mắm trắng mọc lên từ khu rừng trong vòng 6 năm tới. Số lượng cây này sẽ được Gaia chăm sóc, giám sát và báo cáo trong các năm tiếp theo để đảm bảo tỷ lệ sống của cây ở mức 80%. Mục tiêu chung của dự án là giúp trung hòa carbon hướng đến phát thải ròng bằng không thông qua lượng carbon được hấp thụ, mang đến nhiều giá trị bền vững và lợi ích cho cộng đồng. Chương trình không chỉ nhận được sự tham gia từ các thành viên BAT Việt Nam mà còn thu hút sự quan tâm, ủng hộ từ phía người dân và các cơ quan chức năng và truyền thông địa phương. Đây là một trong những hoạt động mà BAT mong muốn đóng góp sự đóng góp của mình đối với sự phát triển xanh hơn của Việt Nam, cũng như là đẩy lùi sự biến đổi khí hậu tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Trong thời gian tới, BAT Việt Nam và Gaia sẽ tiếp tục đồng hành, thảo luận và thống nhất kế hoạch cho các năm tiếp theo dựa trên kết quả sơ bộ của năm đầu tiên, cũng như những thay đổi trong hiện trạng rừng tại từng địa phương. Dự án này thể hiện cam kết mạnh mẽ của BAT Việt Nam trong lộ trình hướng đến phát thải ròng bằng không, thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu về ESG, môi trường, xã hội và quản trị, hưởng ứng cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26, đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.